Lời nhắc này là thơ chỉ nhắc riêng cho 6 con giáp: Ngọ, Mùi, Dần, Thìn, Tỵ, Dậu. Cả một cuộc đời của các bạn đã vất vả, nghèo sơ nghèo sát thì đừng có nản lòng, vì ngày mốt, tức là thứ hai, 4 tháng 11 dương lịch là các bạn sẽ bước qua tuần mới. Trong tuần này sẽ làm giàu nhanh chóng với 5 điềm báo toàn là cát lợi, hanh thông. Thứ nhất là trong tuần này rất là vui vẻ, tiền đổ về rất nhiều, nhờ làm ăn thắng lớn, có lộc trời ban, các bạn trả hết nợ nần. Thứ hai, trong tuần này có quý nhân phương xa tìm về, các bạn sẽ có cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Thứ ba, trong tuần mới tình duyên sẽ kết dây tơ hồng, sum họp đoàn viên gia đình hạnh phúc. Thứ tư, trong tuần này sẽ có sao Tinh Tú xuất hiện nên công việc trôi chảy, đầu tư mang về lợi nhuận cao, kinh doanh thì vượt chỉ tiêu hơn cả mong đợi. Thứ năm, để hỗ trợ xã vận xui tương sinh tài lộc, các bạn có thể mang theo bên mình vòng cá chép chỉ đỏ dược môn quan. 6 con giáp này nhanh tay xã vận xui mạnh tại đây và chúc cho các bạn đón những điềm lành cho tuần mới, đắc lộc và sai tài.